như mặt mình xinh nhỉ? Giá như dáng mình đẹp nhỉ? Có bạn nào đã từng nhìn vào gương và trăn trở như thế chưa? Người lãnh đạo là người có khuôn mặt sạch sẽ và cơ thể khỏe mạnh, chứ không cần phải mặt xinh, dáng đẹp. Một người lãnh đạo chân thành sẽ luôn cố gắng giữ cho vẻ bề ngoài của mình được chỉnh chu, đúng mực để tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác. Các bạn cũng thử bắt đầu một ngày của một người lãnh đạo hạnh phúc xem sao. Mời các em nghe một quyển trong bộ Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí, chăm sóc ngoại hình, Bác Tiều Phu Hạnh Phúc, tác giả Jo Hong Min, họa sĩ John Book Quang, dịch giả Vũ Kim Ngân, do nhà xuất bản Trẻ xuất bản. Ở một nơi tận sâu trong rừng, có một túp lều nhỏ, đó là nơi Bác Tiều Phu sống một mình. Hàng ngày, Bác Tiều Phu dậy sớm bó củi, mang ra chợ bán. Tiền kiếm được, bác mua bánh mì và rau củ. Vậy nhưng Bác Tiều Phu lại cực kỳ ghét tắm. Sáng dậy, bác chỉ nhúng tay quẹt chút xíu vào nước để chùi qua quýt cho sạch ghè. Tất cả chỉ có thế, râu tóc bác bù xù, khắp người đầy những ghét bẩn nhem nhuốc. Đã thế, chiếc áo lông nhét nhét của bác còn bám lởm chởm vỏ cây với lá khô. Mỗi khi bác ra chợ, bọn trẻ con vội nấp sau lưng mẹ hoặc khóc ầm lên. Bác định chào hỏi các chủ cửa hàng, nhưng đừng nói đến việc đáp lại. Họ chỉ đưa hàng cho bác, còn mắt thì chẳng buồn nhìn đến bác. Chẳng hiểu sao mọi người lại như vậy. Bác Tiều Phu hết sức buồn lòng. Một ngày nọ, trên đường đi chợ về, Bác Tiều Phu thấy một cuộn lông xù lạ lùng nằm dưới gốc cây. Cái gì thế nhỉ? Tiến lại gần thì thấy đó không phải là cuộn lông xù, mà là một con cún đang nằm co ro rên rỉ. Có vẻ như chú cún bị thương ở chân. Ôi trời, mày cũng chỉ có một mình sao? Bác Tiều Phu thấy ái ngại cho chú cún tội nghiệp. Bác Tiều Phu bế cún về nhà. Do lớp lông bám đầy chất bẩn nên không thể nào chữa trị cho chú cún được. Bác Tiều Phu lấy kéo cắt lớp lông xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Cũng bôi được thôi thì chắc phải rửa sạch chỗ vết thương trước đã. Bác liền bế chú cún đi tắm cho thật sạch. Ai chà, chú mày thật là bảnh trai đó nha. Sau khi cắt tỉa lông, tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc vào vết thương, chú cún không còn là một cục lông bẩn thỉu nữa. Bây giờ, chú đã là một chú cún xinh đẹp với bộ lông trắng muốt tỏa sáng rạng ngời. Chắc chú cún cũng cảm thấy vui nên cứ vẫy đuôi lia lịa. Nhưng rồi đột nhiên, Bác Tiều Phu chợt thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương. Bác Tiều Phu liền cởi hết quần áo, múc nước ào ào rửa mặt mũi sạch sẽ, lau chùi kỹ càng cả bên trong lỗ tai. Bác còn chi cọ tay chân xoành xoạc xoành xoạc. Bác Tiều Phu đánh răng sạch bóng sáng bóng, sau đó chải tóc rẽ ngôi thật mượt mà. Nhân tiện, bác cạo sạch bộ râu rậm bờm sờm, lại còn xức cả kem dưỡng da có mùi lá thông nữa chứ. Ôi không, áo của mình bẩn đến thế này sao? Đã tắm rửa sạch sẽ rồi, ai mà lại mặc áo bẩn được chứ? Bác Tiều Phu vũ bầm bợp cho sạch hết vỏ cây và lá khô dính trên áo. Sau đó đem ra suối giặt sạch. Tâm trạng thật là sảng khoái làm sao. Bác Tiều Phu bất giác khe khẽ cất tiếng hát. Hôm sau, Bác Tiều Phu rửa mặt, đánh răng, chải đầu và mặc quần áo sạch sẽ. Sau đó cùng chú cún con ra chợ bán củi. Bọn trẻ không còn trốn và cũng không khóc nữa. Trái lại, các bạn nhỏ còn lại gần và bắt chuyện. Ôi, chú cún con dễ thương chứ kìa. Bác ơi, cho cháu sờ cún một chút được không ạ? Cô hàng rau cũng vui vẻ chào hỏi Bác Tiều Phu. Ai cha, ai thế này? Bác Tiều Phu phải không ạ? Cạo râu đi là trông cứ như người khác ấy nhỉ? Ở cửa hàng bánh mì cũng vậy. Kiểu tóc này của bác đẹp quá. Bác Tiều Phu đến lúc ấy mới nhận ra rằng trước đây mọi người chấm mình là vì vẻ ngoài bẩn thỉu của mình. Bác Tiều Phu thấy vui sướng như trên chín tầng mây. Trên đường về nhà, trẻ con đi theo bác và hỏi:
bác ơi, tụi cháu đến nhà bác chơi với cún được không ạ? À? Được chứ, lúc nào các cháu đến cũng được. Giờ đây, cún con và bác Điều Phu không còn cô đơn nữa rồi. Qua câu chuyện này, các em hãy ghi nhớ một phẩm chất lãnh đạo chăm sóc vẻ bề ngoài như thế này. Tầm quan trọng của việc chăm sóc ngoại hình. Ngoại hình tức là vẻ bề ngoài của chúng ta. Tại sao lại phải chăm sóc ngoại hình? Bởi việc chăm sóc ngoại hình có liên quan đến sức khỏe. Phải đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, sinh hoạt giữ vệ sinh thì mới không hay bị viêm da hay nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, ngoại hình cũng có liên quan đến ấn tượng về một người. Dù cho khuôn mặt có đẹp, tấm lòng có tử tế đến đâu đi nữa, nếu như bề ngoài nhếch nhác thì cũng không thể tạo được ấn tượng tốt. Chăm sóc ngoại hình một cách đúng đắn. Người ta thường nói, càng trau chuốt vẻ ngoài thì sẽ càng đẹp đẽ. Nhưng nếu như vẻ mặt lúc nào cũng nặng nề, tấm lòng lại không được tốt thì sẽ ra sao? Người tốt bụng và luôn vui sống, nụ cười rạng ngời sẽ đọng lại trên khuôn mặt họ. Còn người lúc nào cũng chỉ bất mãn và toan tính nhỏ nhen, khuôn mặt họ sẽ toát ra vẻ cau có. Như vậy, so với việc giữ cho vẻ ngoài sạch sẽ, chỉnh chu, thì điều quan trọng hơn nữa là phải suy nghĩ tích cực và sống vui vẻ, và từ đó tạo ra vẻ ngoài toát lên ấn tượng tốt đẹp. Chăm sóc ngoại hình. Trước tiên, hãy để ý giữ vệ sinh cơ thể. Hãy thường xuyên đánh răng, rửa tay, gội đầu, tắm rửa, giữ cho cơ thể được sạch sẽ. Thứ hai, luôn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Nhớ thường xuyên thay, giặt quần áo, giày dép cũng nhớ lau cho thật sạch. Thứ ba, hãy luôn giữ nụ cười và tâm trạng vui vẻ. Như thế, khuôn mặt cũng sẽ trở nên tươi sáng, đẹp đẽ, giống như tâm hồn bạn.